Xin phép giao lưu và báo giá trực tiếp tới quý vị và các bác ba mẫu sản phẩm đồng hồ của cùng một thương hiệu. Đó là thương hiệu Vedette của Pháp. Trên đây chúng ta sẽ có ba chiếc đồng hồ với hai dòng kiểu dáng chính, đó là kiểu dáng thùng bè và kiểu dáng thùng dài. Hai chiếc thùng bè hai bên em sẽ quay sau nhé. Bây giờ xin phép được mời quý vị và các bác tập trung vào cái chiếc đồng hồ ở chính giữa của chúng ta. Đây là một chiếc đồng hồ thùng dài với kích thước chiều cao là 70cm và phần chiều ngang, chiều rộng đấy ạ là 39cm. Mã số của chiếc đồng hồ này được định danh là 3372. Các bác có thể đọc trực tiếp cái mã số này tới nhân viên đồng hồ Vang Vọng để nhận được các cái thông tin chi tiết nhất về sản phẩm này. Rồi, sau đây thì xin được phép mời quý vị và các bác cùng ngắm nhìn một lượt toàn bộ thiết kế của chiếc đồng hồ này. Với một cái chiều dài lên tới 70cm thì các bác có thể thấy các cái vân gỗ được hiện lên rất là rõ ở trên toàn bộ mặt cánh thùng. Chúng ta sẽ có một thiết kế dài rất là gọn. Hai bên cánh thì sẽ được chạm trổ thêm các cái chi tiết của những bông hoa, chùm quả, làm nổi bật hơn cái phần mặt số trung tâm, đúng không ạ? Hai bên đều được chạm hoàn toàn thủ công, nhưng mà từng cái nét chạm một đều được làm đối xứng nhau rất là gọn gàng và tinh tế. Ở vị trí trung tâm chúng ta sẽ có một bộ mặt số bát giác 5. Cái này là cái lạ các bác này. Đa phần những cái chiếc đồng hồ thùng dài thì các bác hay thấy mặt bát giác đứng là chủ yếu, đúng không? Nhưng mà mặt bát giác nằm cho chúng ta một cái cảm giác thùng dài vừa dài, gọn gàng nhưng mà cũng rất là bề thế, đúng không ạ? Ở vị trí trung tâm đây, chúng ta còn có thêm một cái nét đặc trưng của thương hiệu Vedette nữa, đó là các cái bộ kính mo cong. Đây, chiếc đồng hồ này có một bộ kính mo cong các bác nhá. Nếu mà sờ trực tiếp bằng tay chúng ta sẽ cảm nhận được đấy ạ. Đó, và thậm chí thì chúng ta có thể nhìn qua cái hình ảnh phản chiếu ở đây. Đó, các cái phần kính mo cong sẽ làm biến dạng các cái hình ảnh khi chúng nhìn thấy mặt số. Nhưng mà đồng thời vào đó thì chúng ta có thể nhìn được những cái con số này một cách rất là rõ nét và có chiều sâu. Đó, nền mặt số thì còn rất là đẹp. Chúng ta sẽ có một bộ kim mắt ngỗng đặc trưng của thương hiệu Vedette luôn các bác nhá. Đây là bộ kim. Nếu như em quay xa ra để các bác nhìn toàn bộ ba chiếc đồng hồ, các bác có thể thấy nhá, cả ba chiếc đều có chung đó là cái bộ kim mắt ngỗng này. Thì tức là sao? Tất cả những cái chiếc đồng hồ Vedette nhá, những cái chiếc đồng hồ mà các bác nhìn thấy có bộ kim này thì đa phần đều là thương hiệu Vedette hết. Mặt bát giác nằm, tiếp theo các bác có thể thấy phần niềng sáng này, phần nền mặt số cũng sáng này, rồi từng con số được in. Đó, in bằng màu sắc đen, cái màu sắc tương phản lại với màu trắng bạc, đúng không ạ? Giúp chúng ta có thể rất là dễ mà theo dõi thời gian. Logo Vedette cùng với những cái biểu tượng hình đồng hồ và quả chuông. Đó, rất đẹp. Rồi, đó là phần nửa trên, xuống nửa dưới thì các bác có thể thấy chúng ta sẽ có một bộ kính, cái này gọi là kính rào các bác ạ, kính rào với ba mảnh kính vắt viền. Chúng được kết nối với nhau thì bằng các cái đường kim loại đây, đều màu trắng sáng còn đẹp đây. Đó, kết cấu rất đẹp và chắc chắn các bác ạ. Thoải mái để chúng ta có thể sử dụng trong thời gian cực kỳ lâu dài. Đó, chất liệu gỗ tốt, màu gỗ đẹp, rồi thêm các cái vân gỗ cũng rất là hài hòa. Là một cái tổng thể thiết kế rất là mượt mà khi mà chúng ta muốn sử dụng như là một món đồ trưng bày trong không gian. Rồi, đó là về tổng thể hình thức các bác nhé. Ở đây còn nữa, đó chúng là chúng ta sẽ có hai phần khóa. Đây, phần khóa trên và phần khóa dưới. Em xin phép được mở phần cánh ra. Bên trong của những chiếc đồng hồ Vedette thì các bác luôn luôn lưu ý nhá, là sẽ có một cái phần giấy tờ hướng dẫn như thế này ở gắn trực tiếp tại cánh thùng luôn. Và các cái phần nẹp kính của thương hiệu Vedette thì cũng đều làm theo các cái phần nẹp kính cây như thế này. Đó, sử dụng cây sậy thì phải. Đó, người ta sẽ chốt các cái phần viền bằng cái nẹp này, cùng với đó là các cái phần đinh. Rất là chắc chắn. Trong đồng hồ thì có cái gì? Có tay cót là một để lên cót này, các cái vạch chỉ để chúng ta sử dụng trong thời gian. Treo quả lắc và đây là một phần khóa gông nữa. Thương hiệu Vedette thì cũng có một cái cơ chế khóa chuông rất là riêng. Đó là chúng ta sẽ sử dụng các cái phần khóa vồ ở phía bên trên. Chúng ta sẽ nhìn nhá, đây là phần mặt số này. Đằng sau mặt số luôn ạ, là hai phần cần để chúng ta khóa vồ. Ngược ra ngoài để mà khóa và gạt vào giữa để mà âm thanh hoạt động lại. Về cấu hình của chiếc đồng hồ này các bác có thể thấy rõ luôn. 8 gông và 8 búa, đúng không ạ? 8 thanh gông rất là dài, chiều dài thùng giúp chúng ta có một cái bộ gông rất là dài nhá. Đó, gông dài thì đương nhiên rồi, âm thanh đánh ra sẽ có cái độ ngân rất là cao, độ rung cao hơn mà các bác. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rõ luôn là máy vách đồng này, trục thép này, đầu vồ cũng còn rất đẹp, các cái đầu vồ ra hoàn toàn nguyên bản luôn, cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh sẽ rất là hay, độ vang cao. Sau đây thì mời các bác cùng thưởng thức luôn nhé. Thank you.
Và đó là phần âm thanh. Với tất cả những gì các bác vừa thấy thì chiếc đồng hồ Vedet này, thùng dài, gông lòng mắng trắng, sẽ được giao lưu tới tận tay quý vị và các bác với mức giá giao lưu là 14 triệu các bác nhá. Rất xứng đáng và hợp lý. Chiếc đồng hồ này sẽ có mã số là 3372, mức giá là 14 triệu. Các bác có thể liên hệ trực tiếp để mà sở hữu chiếc đồng hồ này. Rồi, tiếp theo ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với hai cái chiếc đồng hồ thùng bè còn lại. Em xin được phép nói tổng quan luôn, cả hai chiếc đồng hồ này thì có cùng một kiểu dáng thùng bè, chất liệu sẽ có chất liệu chung là chất liệu gỗ sồi các bác nhá. Ngay cả phần kiểu dáng các bác có thể thấy cũng rất là tương đồng với nhau. Khác nhau thì sẽ khác ở điểm nào? Chiếc này sẽ là một chiếc mặt số hình chữ nhật và phía bên đây thì sẽ là một chiếc mặt số hình bát giác đứng. Đó là điểm khác biệt duy nhất. Ngay cả bộ kính dưới, phần mặt lắc cũng tương đồng nhau. Các bác có thể thấy qua cả hai chiếc. Rồi, quay tổng thể một lượt từng chiếc một để các bác có thể thấy được cái tình trạng của từng chiếc đồng hồ còn giữ lại được bao nhiêu phần trăm thì mời các bác tự đánh giá. Chất liệu gỗ sồi các bác nhé, rất là bền bỉ, màu sắc thì sẽ gần như là mãi mãi như thế này luôn, rất đẹp. Có các cái chi tiết điểm nữa này, mặt số thì không cần phải nhắc rồi, độ đẹp còn cực cao, gần như không có tì vết gì. Phía dưới kính thậm chí được còn được tráng gương này, rồi một phần mặt lắc xoáy bắt sáng rất đẹp. Bên trong thùng thì các bác nhìn đây, như em đã giới thiệu đúng không ạ, luôn luôn có một phần giấy hướng dẫn. Đó ở đây, các cái phần nẹp này, đó em không nói lại nữa. Đầy đủ phụ kiện, tay cót, rồi ốc bắt, khóa gông. Đó, thử luôn tiếng chuông rồi sau đó sẽ báo giá tới quý vị và các bác chiếc đồng hồ này. Chuông đánh như tiếng đàn và thậm chí thì cái độ ngân vẫn còn đang ngân các bác nhá. Ngay thời điểm hiện tại em đang nghe đấy vẫn còn ngân đây. Đó. Chiếc đồng hồ mã số 3350 sẽ được giao lưu với các bác là 10 triệu, 10 triệu tròn các bác nhá. Đó, rất là phù hợp để treo trong phòng khách, mang lại một cái gì đó mới lạ, khác lạ đúng không ạ? Rồi, đến với chiếc đồng hồ cuối cùng với mã số là 3352. Đó, như em đã miêu tả thì gần như là không khác gì nhau ngoài các cái chi tiết chạm trổ hoặc là kiểu dáng mặt số. Kính dưới vẫn được tráng gương tương tự và mặt lắc sẽ có phần đẹp hơn và sáng bóng hơn, đúng không ạ? Mặt số bát giác, kính mo cong, đầy đủ mọi chi tiết luôn. Kim mắt ngỗng này, rồi logo, bộ số đẹp. Rất đầy đủ đúng không ạ? Sẽ có một phần khóa tương tự nhau thôi, một phần khóa màu cỏ bên đây. Chất liệu gỗ sồi, rất chắc chắn, độ đẹp cực cao. Đây là phần giấy. Đó, tổng thể thiết kế các bác cùng nhìn. Đó, vì là cùng tương đồng cấu hình như nhau, em xin được phép thử tiếng chuông luôn để mời các bác có thể có cái sự so sánh. Đó các bác thấy, thậm chí cho dùng một cùng thương hiệu đi chăng nữa, cùng cấu hình, cùng bộ gông, cùng bộ máy và thậm chí thiết kế thùng cũng gần như là tương tự nhau. Thế nhưng mà cái phần âm thanh đánh ra thì sẽ luôn luôn có sự khác nhau, đúng không ạ? Đó chính là cái nét đặc trưng của những chiếc đồng hồ cơ cổ này. Mã số 3352 được giao lưu là 10.500.000. Cả ba chiếc đồng hồ thì em đã đều thông tin cụ thể tới các bác và có báo giá giao lưu. Các bác muốn sở hữu thì hãy liên hệ trực tiếp và bấm mã số giúp nhân viên Vang Vọng nhá để mà giao lưu đúng cái chiếc đồng hồ mà mình mong muốn. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi video.